Thì hiện nay việc sử dụng các sách dự phòng á, ở Việt Nam chúng ta và ở một số nước đang phát triển thì chúng ta đang sử dụng một đúng cách nhận đến là nguy cơ về cao. Các chị có từng nghe nói từ các cái sách dự phòng chưa? Các sách dự phòng sẽ dùng trong trường hợp nào các chị? Dự phòng là đã được dùng chưa? Chưa. Và những trường hợp nào mà chưa được dùng thì mình sẽ sử dụng. Đúng rồi, phẫu thuật. Như vậy tại sao phẫu thuật có thể dùng kháng sinh? Bởi vì lúc đó là cái cơ thể mình bị mở ra, da nó mở ra thì nó sẽ tiếp cận với cái môi trường bên ngoài và một dễ bị nhiễm vi khuẩn bên ngoài vào, nó xâm nhập vào trong quá trình. Và người ta gọi cái nhiễm trùng mà sau mổ thì gọi là nhiễm trùng hậu phẫu. Thì để chấm cái nhiễm trùng hậu phẫu đó thì mình sẽ sử dụng cái liệu pháp là kháng sinh dự phòng. Thì khi lựa chọn kháng sinh dự phòng thì các anh chị mình sẽ chọn kháng sinh phổ rộng hay phổ hẹp? Phổ rộng cũng tốt, tại vì mình không biết là bệnh nhân sẽ biết những công việc nào để mình được làm hết, do đó mình sẽ chọn kháng sinh phổ rộng. Rồi một cái nữa đó là cái quy trình dùng kháng sinh dự phòng á là mình sẽ tiêm trước lúc mổ bằng 30 phút để đảm bảo rằng là khi mà mình đặt cái dao mổ thì đã có sẵn kháng sinh trong cơ thể bệnh nhân rồi. Để nếu như mà có bị nhiễm trùng trong lúc đó thì đã có kháng sinh sẵn và nó sẽ tiêm diệt luôn để không có bị cái việc là nhiễm trùng hậu phẫu. Tuy nhiên trong cái quy trình sử dụng kháng sinh dự phòng đúng á thì lúc mà mình đóng vết mổ lại thì mình sẽ tiêm trước khi mổ và mình sẽ truyền liên tục cho bệnh nhân trong quá trình mổ luôn. Nhưng mà đến lúc mà mình đóng vết mổ lại có thể là mình không mổ ra sẵn xuống hết rồi thì mình sẽ cân việc tiêm cái kháng sinh dự phòng nữa, có nghĩa là mình sẽ không có tiêm kháng sinh nữa và mình sẽ không cho bệnh nhân truyền kháng sinh sau mổ luôn bởi vì mình đã dùng trước đó rồi. Tuy nhiên rằng là bởi vì cái điều kiện vệ sinh ở Việt Nam và một số nước khác thì nó không đảm bảo trong quá trình mổ thuật, nên là tâm lý chung của các bác sĩ thì thường là phẫu thuật xong thì sẽ vẫn tiếp tục cho bệnh nhân dùng thêm kháng sinh để điều trị để tránh cái việc mà sau đó nhưng mà cái đó được rồi dùng sẽ được điều trị. Thì cái việc mà dùng kéo dài thêm như vậy nó là nguy cơ để bị đề kháng, thì đó là một trong những cái vấn đề liên quan đến sử dụng kháng sinh trong bệnh viện. Nó dẫn đến việc là sử dụng kháng sinh hợp lý, nếu mình đã dùng kháng sinh dự phòng rồi thì mình sẽ không dùng điều trị sau một phòng nữa. Đó là một số ví dụ liên quan đến hai đường của các chị. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái vấn đề là phân tích xem là những cái nguyên nhân nào, những yếu tố tiềm ẩn nào thì dẫn đến hai đường, y đường và y đường thì dẫn đến cái hậu quả gì. Ở đây chúng ta có một cái sơ đồ cho chúng ta thấy các thành phần của một cái hệ thống sử dụng thuốc. Thì cái phần ở phía trên này nó chỉ là ba phần. Phần phía trên này là cái phần mà về quy trình cung ứng, mang supply là cung ứng. Thì đối với quy trình cung ứng chúng ta sẽ có là những cái thuốc nội địa, sẽ là những cái thuốc nhập khẩu, import và những cái thuốc nhập khẩu từ nước ngoài về. Và ở đây là những cái thuốc được sản xuất nội địa trong nước. Thì đây là cái nguồn mà cung ứng thuốc cho chúng ta. Thì đó là đối với những công ty phân phối, những công ty nhập khẩu, những công ty sản xuất thuốc. Rồi từ những cái công ty này thì phân phối thuốc đến cho cái kênh ở dưới đây. Đó là cái khu vực mà sử dụng và đưa thuốc cho bệnh nhân. Thì đó chúng ta có là bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hay là các nhà thuốc. Thì tại đây là nơi mà người bệnh họ được tiếp cận và được nhận cái điều trị cũng như những cái sử dụng. Và cuối cùng đó là đối với cái phía bệnh nhân. Như vậy thì từ những cái phía, những cái thành phần này, mỗi thành phần nó sẽ có những yếu tố tiềm ẩn riêng có thể dẫn đến việc mà sử dụng hành lý. Theo các chị thì đối với cái khu vực là cung ứng thuốc này nó có thể dẫn đến những cái yếu tố tiềm ẩn nào mà sử dụng thuốc hợp lý chị? Có những yếu tố tiềm ẩn nào sử dụng thuốc không hợp lý từ cái nguyên nhân là do nhà cung ứng, do nhà sản xuất hay không? Anh có gì có? Có. Ví dụ cái gì? Những yếu tố tiềm ẩn nào xuất phát từ nhà cung ứng có thể dẫn đến sử dụng không hợp lý? Theo cái gì nguyên nhân nào? Ví dụ như nhà cung ứng này, chúng ta nhớ lại cái định nghĩa về sử dụng thuốc hợp lý của Việt Nam, của người dân Việt Nam. Trong đó nó có hai cái yếu tố khác hơn so với thuốc, đó là gì? Đó là chất lượng và khả năng cung ứng. Thì có thể trong cái chỗ này đặc biệt là những cái thị trường dược phẩm
ở các nước phát triển như chúng ta, thì nó có thể có nguy cơ là nhà cung ứng thuốc không đảm bảo về chất lượng, rồi hoặc là họ không cung ứng đủ thuốc, hoặc là không cung ứng kịp thời thuốc để sử dụng cho người bệnh, thì đó là chúng ta những cái nguy cơ mà dẫn đến sử dụng thuốc không hợp lý tại Việt Nam và tại những nước phát triển có nguy cơ xuất phát từ cái nhu cầu cung ứng hoặc là chất lượng sản xuất của mình. Ví dụ như là trong gala hướng dẫn là yêu cầu là đối với bệnh nhân đó thì tôi phải sử dụng cái thuốc A này, nhưng mà nhà cung ứng nào không cung ứng được thì phải bệnh viện Việt Nam đó một bệnh viện phải sử dụng khác như thế, mà cái thuốc khác thì không có hiệu quả tốt thì cái đó là chúng ta phải tính nó được chưa. Rồi còn một nguyên nhân khác nữa đó là đối với những cái khu vực mà nhà sản xuất hoặc là cái cơ sở đang tiếp cung thì đôi khi họ có cái kênh đó là cái kênh quảng bá kênh thông tin thuốc và quảng cáo thuốc v.v. thì đôi khi họ đưa những cái thông tin không phù hợp hoặc là đưa những thông tin sai lệch thì sẽ dẫn đến cái việc đó là những thuốc của những thực phẩm sai và sử dụng thuốc sai và sử dụng thuốc không phù hợp. Và đối với cái kênh nhà thuốc, kênh bệnh viện và phòng khám tư nhân v.v. thì đối với cái kênh này nó sẽ có một số yếu tố dẫn đến cái sự hợp lý, nó liên quan đến việc là kê đơn, liên quan đến việc là tư vấn sử dụng thuốc v.v. Và đối với người bệnh thì nó cũng sẽ có những yếu tố tiềm ẩn, ví dụ như là người bệnh là không nhận thức tốt về cái việc tuân thủ điều trị thì sẽ dẫn đến việc là sử dụng thuốc không hợp lý. Thì ở đây mình có thể một số cái của cái slide này. Thì cái slide này là cái mà có gì mà học đây, và đó là những yếu tố tiềm ẩn dẫn đến ai đứng đi đứng do từng cái đối tượng một. Đó thì các chị sẽ nhớ chúng ta là đối với người bệnh thì những yếu tố nào thì có thể dẫn đến là đi đứng. Người kê đơn thì những yếu tố này yếu tố là dẫn đến là đi đứng, đúng không? Và giờ mình sẽ xem một số cái yếu tố trong từng đối tượng một năm. Ví dụ đầu tiên mà đối với cái khu vực là ngành công nghiệp nhựa sản xuất v.v. thì nó thường là gây cái việc đưa ra những yếu tố tiềm ẩn như là đi đứng, không có hoạt động qua cái việc đó là quảng bá hoặc là tuyên ngôn hoặc là quảng cáo thuốc sai lệch không phù hợp, làm sai về cái nhận thức đối với thuốc đó hiệu quả đều bị thất bại. Và để thực hiện kiểm soát cái vấn đề này thì các cơ quan quản lý nhà nước cần phải duyệt các hồ sơ đăng ký và để các tờ hướng dẫn sử dụng các kỹ lưỡng trong quá trình tiến hành cái quá trình đăng cấp giấy đăng ký cho sản xuất. Và đối với nhà cung ứng có thể là nhà cung ứng hoặc là cơ sở kỹ thuật v.v. thì có thể có những yếu tố tiềm ẩn, ví dụ như quản lý hiệu quả, có thể là họ quản lý các thuốc đó để phân phối đến các kênh không phù hợp, cái thuốc cần đưa đến cái bệnh viện này thì không đưa, còn cái thuốc mà không cần đưa thì lại đưa nhiều. Vâng, rồi các thuốc yêu cầu không có sẵn, có nghĩa là những cái thuốc cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thì lại không nhập đủ, không có sẵn trong kho để cung ứng. Hoặc là có một cái trường hợp đó là cung ứng những cái thuốc đang hết hạn. Thì nếu mà chúng ta xét kỹ về luật đó thì cái này là đúng không? Thì trước đây có một cái scandal xảy ra đối với những cái nhà cung ứng ở Ấn Độ, đó là rất là nhiều công ty dược ở Ấn Độ họ cung cấp những cái thuốc hết hạn cho các nước ở châu Phi. Và trong đó là có những cái thuốc mà điều trị HIV và điều trị S thì bên Ấn Độ nó hết hạn, nó đẩy hết và cho thuê sử dụng. Và thì đó là một trong những cái scandal lớn liên quan đến vấn đề là cung cấp những cái thuốc đã hết hạn. Và bây giờ mình qua cái phần mà người kê đơn, thì người kê đơn cũng có rất nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến việc là ai đứng. Thứ nhất đó là về chuyên môn, về kinh nghiệm, về cái đào tạo. Nếu mà cái người kê đơn họ thiếu kinh nghiệm, họ thiếu chuyên môn thì họ sẽ kê những cái thuốc không phù hợp, hoặc là bản thân những người kê đơn đó họ không đọc liên tục, không cập nhật những kiến thức mới thì có thể họ sẽ sử dụng những thuốc mới không phù hợp, đúng. Còn thiếu thông tin thuốc ha, quá tải bệnh nhân cũng là một cái yếu tố đáng nhắc đến. Nếu mà một bác sĩ họ lại điều trị cho quá nhiều bệnh nhân cùng lúc thì có thể chất lượng kê đơn nó sẽ bị giảm xuống, bởi vì cái việc tập trung nó không tốt. Áp lực bệnh nhân thì cái này thường mà xảy ra đối với bác sĩ gia đình. Rồi kinh nghiệm tổng quát hạn chế thì cái này giống như là thầy nói về cái vấn đề về vô vi phạm sinh, thì cái người kê đơn thì chúng ta họ có kinh nghiệm tổng quát về nhiều bệnh lý khác nhau thì họ sẽ có một cái nhìn tổng quát hơn và họ sẽ kê một chung luôn cho tất cả các bệnh, hoặc là ít nhất là nó hạn chế sử dụng chung kê hoặc là nó không phù hợp.
họ niềm tin sai lệch về hiệu quả của thuốc thì đôi khi bác sĩ ngay cả người kê đơn đôi khi họ cũng có một số cái niềm tin sai đối với bệnh nhân đó, nên thì quan điểm của mọi người có thể khác nhau, còn quan điểm đó là đúng. Rồi đối với người bệnh thì chúng ta cũng có một số cái yếu tố, ví dụ như là bản thân người bệnh học không đủ cung cấp những cái chính xác, không đủ cung cấp những tin phù hợp dẫn đến là họ dùng thuốc không đúng, hoặc là họ có những niềm tin sai về cái vấn đề là sử dụng thuốc. Thì đối với cái niềm tin trong việc sử dụng thuốc thì chúng ta có nhắc đến hai cái hiện tượng. Các bạn có nghe nói đến hiện tượng placebo không, cái hiệu ứng placebo? Trong thử nghiệm lâm sàng thì lúc nào người ta cũng sẽ phải sử dụng đối chiếu là một nhóm dùng placebo và một nhóm dùng thuốc, đúng không? Thì placebo là cái viên nó có được nhập trong thể như cái viên thuốc điều trị, nhưng mà nó không hề có thật chất, đúng không? Sau đó mình sẽ chia làm hai nhóm sử dụng. Thì đối với cái nhóm mà sử dụng placebo này nè, nếu mà chúng ta so với cái nhóm mà không dùng thuốc gì hết thì nó có hiệu quả hơn. Nếu mà chúng ta so sánh cả hai nhóm dùng thuốc, một nhóm dùng placebo và một nhóm không có dùng gì hết, không có dùng thuốc gì hết thôi, thì người ta phát hiện ra là cái nhóm không dùng placebo này nè, thì nó so với cái nhóm không dùng thuốc gì hết, không được điều trị, thì nó sẽ có cái kết quả điều trị nó cao hơn xíu. Thì cái đó là hiệu ứng placebo. Có nghĩa là khi bệnh nhân họ được dùng thuốc, họ tin tưởng rằng họ đang được điều trị bằng thuốc, thì họ sẽ tự nhiên cảm thấy sức khỏe tốt hơn và cái kết quả điều trị nó tốt hơn. Thì đó là cái tâm lý chung của mọi người. Thì cái đó là một cái hiện tượng placebo, và bởi vì cái hiện tượng đó nó bắt buộc khi thực hiện lâm sàng thì phải làm cái thử nghiệm là nhóm chứng dùng placebo và nhóm dùng thuốc để so sánh hai bên xem là thật sự có hiệu quả hơn so với cái thuốc đó, có hiệu quả hơn so với placebo hay không, hay là cái thuốc đó nó chỉ hiệu quả là bởi vì tâm lý của nhiều hơn, hay thì cái đó là gọi là hiệu ứng placebo. Rồi thì hiện nay sau này chúng ta phát hiện ra cái hiệu ứng nó ngược lại với hiệu ứng placebo, là hiệu ứng nocebo. Hiệu ứng nocebo hay là hiệu ứng nocebo thì cái hiệu ứng này nó ngược lại, những cái bệnh nhân nào mà dùng thuốc thì lại cảm thấy là bệnh tình nặng nề hơn, mà những bệnh nhân không dùng thuốc thì cảm thấy là sức khỏe tốt hơn. Thì cái này là do cái vấn đề là sau này thì có một số đối tượng bệnh nhân họ mang một cái tâm lý là dùng thuốc thì có hại nên dẫn đến cái hiệu ứng này. Thì cái hiệu ứng này đang cũng được rất là quan tâm nhiều khi mà làm thực nghiệm, thì người ta mới phát hiện ra cái hiệu ứng này. Thì cái tâm lý của người dùng họ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự điều trị. Và ở đây khi mà chúng ta nói đến cái việc là sử dụng thuốc có hợp lý đó, thì cái tâm lý, cái niềm tin của người bệnh đó, khi mà họ sai lệch, ví dụ như họ tin rằng là sử dụng thuốc tây thì không mang lại hiệu quả và có thể gây độc tính cho họ, thì cái kết quả điều trị nó sẽ khác đi rất là nhiều. Và cái việc lựa chọn thuốc để điều trị nó cũng sẽ nhiều, đôi khi nó ảnh hưởng lên trên cái sức khỏe của người bệnh. Rồi ở đây chúng ta có một cái yếu tố đó là không có khả năng giao tiếp các vấn đề. Thì theo các chị đó là cái trường hợp nào? Cái trường hợp nào thì nó rơi vô đó là không có khả năng giao tiếp và các vấn đề. Đó là người bệnh họ không có tiếp thu được những cái vấn đề mà mình tư vấn cho bệnh nhân. Và nó liên quan đến trí nhớ, nó liên quan đến khả năng nghe, nó liên quan đến khả năng tiếp thu của vật. Thì ở đây chúng ta điển hình là một số bệnh nhân có tuổi thì đôi khi họ bị lãng tai và họ tiếp thu được hết, và là họ bị sa sút trí nhớ, họ không có nhớ được hết những cái điều chúng ta tư vấn cho bệnh nhân. Do đó là đối với một số bệnh nhân mà được cái nhau này thì chúng ta phải kết hợp với việc tư vấn cho người nhà, mà là có những cái biện pháp kèm theo như là nhé, những cái thời gian tiếp thu của vật. Rồi về phía nhà của mình, mình nói rồi, bây giờ mình nói đến cái phần tập đối với cái quy chế dùng, thì đó là những cái chính sách của nhà nước đối với vấn đề về kiểm soát quyền kê đơn, chính sách về sử dụng thuốc. Thì nếu như mà quy chế dùng của chúng ta không có kiểm soát tốt, ví dụ như là không có xây dựng tốt được cái danh mục thiết yếu, thì sẽ dẫn tới là không có được những cần thiết, hoặc như là có sẵn thuốc không thiết yếu, cũng như là mình đầu tư đúng vào trong cái nhiều, thì cái thuốc cần mà thì ít, còn cái thuốc mà không cần thì là quá nhiều, thì sẽ khiến cho cái tâm lý là cái dùng kê qua cái thuốc kia.
kê đơn, 10 kê đơn không được kiểm phá, có thể là về những cái quy định của pháp luật không có kiểm soát tốt về cái chứng chỉ hành nghề vân vân, hoặc là cái điều kiện hành nghề của người kê đơn. Còn thiếu thực thi các quy định là đề ra chính sách nhưng mà lại không kiểm soát tốt thì chính sách thực hiện thế nào, thì cái đó thuộc về quy chế chính về pháp luật. Và đây là những yếu tố thì có dẫn đến kê đơn dẫn đến sự hiện hữu không lý ha. Mình có cái slide tiếng Anh thì nó cũng tương tự cho mình tham khảo thêm. Thôi sử dụng thuốc hợp lý không hợp lý á thì nó rất là phức tạp, nó có thể là bởi vì nguyên nhân này hoặc bởi vì nguyên nhân khác, rất là nhiều trường hợp xảy ra. Và đó là chúng ta khi mà chúng ta xem xét đến một cái chương trình để thực hiện rừng cũng như là phòng chống đi rừng thì mỗi quốc gia cũng phải xem xét về đặc thù của mỗi quốc gia để đưa ra những cái chương trình phù hợp. Ở cái slide này thì các bạn nhớ những cái này, cái slide này nhớ học kỹ cho các bạn. Đó là cách đặc thù của y đơn, cái này thì nó rõ rồi, mình cũng không cần phải nhắc nhiều. Bây giờ nếu mà bệnh nhân sử dụng thuốc không hợp lý thì cái kết quả đầu tiên mà thấy được đó chính là giảm chất lượng điều trị, đúng không? Giảm chất lượng điều trị thì có thể là bệnh nhân không kiểm soát được về bệnh tình không giảm và có thể dẫn đến tử vong. Rồi làm cho cái tỷ lệ mắc những cái bệnh trong cộng đồng đó tăng lên, không phải là tỷ lệ mắc mới mà là tỷ lệ tăng như thế nào. Rồi về lãng phí nguồn nhân lực, bởi vì chúng ta tốn rất là nhiều công sức cho cái khâu là sản xuất thuốc, nhập khẩu thuốc, phân phối, bảo quản thuốc v.v. nhưng mà đến cái lúc mà sử dụng thì lại không đạt được hiệu quả, thì cái đó là lãng phí nguồn nhân lực và làm tăng cái chi phí điều trị. Ví dụ như bệnh nhân điều trị không phù hợp, sử dụng thuốc không phù hợp thì đến là tái phát bệnh, đến là bệnh tình không được kiểm soát thì bệnh nhân cứ phải nhập viện nhiều lần, phải điều trị nhiều lần thì cái chi phí điều trị của bệnh nhân sẽ tăng lên hẹp 10.000 đồng một gói. Và nguy cơ xảy ra đây rồi, và trong đó thì có một cái tác hại mà mang tính toàn cầu là ung thư kháng sinh. Thì khi mà sử dụng kháng sinh không hợp lý thì dẫn đến đó là sự đề kháng và mang tính toàn cầu. Và cuối cùng đó là tác động đến tâm lý xã hội, thì khiến cho người nhóm họ không còn tin tưởng vào cái việc điều trị, hoặc là họ có một số cái niềm tin sai lệch làm tăng nhu cầu điều trị của cộng đồng. Thôi các bạn nhớ lúc này cái slide này ha. Chỗ này có kiểm tra hả? Thank you.